Thưa ông có thể đánh giá cái mức độ nghiêm trọng của cái sự cố cá chết hàng loạt tại một số những cái vùng biển miền Trung như thế nào? Cá mà cá biển chết hàng loạt như thế thì chỉ là một cái chất cực độc. Và trong một trong những cái chất cực độc đó mà đó là cái kim loại nặng. Chỉ cần một lượng rất là nhỏ trong nước thì có đủ thể có thể giết cá. Mà ảnh hưởng đến cá thì có thể là ảnh hưởng tới con người, ngư dân, những người đi tắm biển thì có thể nguy hại. Tại vì kim loại nặng này nó có thể tiếp xúc qua làn da, ngoài ra thức ăn. Nếu như mà mình ăn vào thì cái chất độc đó nó nằm ở trong người mình và nó tích tụ càng ngày càng cao. Đó là một trong những vấn đề mà cái bệnh Minamata ở Nhật nó xảy ra, là người ta ăn cá có độc rồi càng ngày cái lượng thủy ngân nó càng cao, cho đến khi nào cái đó nó tác động lên người của họ và có ảnh hưởng tới con cái sau này bị dị tật vân vân. Thì kim loại nặng này nó độc hại hơn da cam gấp bội lần một tí xíu, có nghĩa rằng là nó có thể duy trì nhiều thế hệ. Là giả thuyết thứ hai là có một cái loại chất độc nó không ra nổi, nó có khả năng giết cá hàng loạt nhưng mà nó không có tác hại nhiều thế hệ và nó không phải là một cái chất gây ung thư như kim loại nặng. Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế thì vừa có cái kết luận về việc nước nhiễm kim loại nặng chrome vượt mức cho phép. Vậy thì theo ông điều này nguy hiểm như thế nào? Kết quả mới nhất mà đo được cái nồng độ kim loại nặng trong nước biển mà cao hơn cái mức độ cho phép thì cái này tôi có thể nói lên là báo động đỏ rồi đấy. Thì đúng rằng đây là một vấn đề rất là đáng lo ngại. Với những cái sự cố như thế này thì cơ quan chức năng cần phải phản ứng như thế nào? Cái điều trước tiên nhất là họ yêu cầu tất cả những cái nguồn thải ngừng hết, tất cả những cái gì mà có khả năng xả nước ở ngoài vào trong nước biển. Có thể là cắm cờ hoặc là họ làm đủ mọi cách để cảnh báo người dân không nên vào trong cái vùng khu vực này. Không nên kể cả tới đụng những con cá, không nên bốc nó lên, cũng không nên tự động chôn nó. Vâng, xin cảm ơn ông.